Các bạn hỏi: Kính chào Thầy, Thầy cho con hỏi, lúc con còn nhỏ khoảng 6 tuổi, con cùng hai bạn hàng xóm có trò chơi là bắt con cóc chui trong gốc cây, rồi nghịch bằng cách giết, lấy que chọc vần cho đến lúc con cóc kiệt sức và chết đi. Có lúc cho vào ống bơ nhốt, lúc chết bọn con còn cho vào ống bơ rồi đun lên. Năm nay con đã 23 tuổi và chuyện cũng đã cách đây những 17 năm. Khi con nghe Thầy giảng về nhân quả nghiệp báo thì tự con thấy hành động đó là không đúng, và con thấy day dứt vô cùng. Thưa Thầy, bây giờ con nên làm gì để bớt những ám ảnh về việc làm lúc bé ạ? À? Con cảm ơn Thầy. Các bạn hỏi câu hỏi này, Thầy cũng rất là đồng cảm. Thực ra thì bản thân Thầy hồi bé cũng thế, cũng nghịch lắm. Bắt cào cào châu chấu, cấu đầu, gọi là rút ruột là bình thường. Nghe không? Bắt ngoe, bắt nhái, đủ thứ hết đấy. Rồi đấy, các con hồi bé làm cua thì phải bóc mai bỏ vỏ chứ, đúng không? Cũng ghê lắm. Cho nên một thời gọi là ngây thơ không biết gì, ai mà không phạm cái này nha. Thế thì ở đây thì nói là lớn lên rồi mình mới biết, lương tâm mình nó mới lớn lên, mình mới thấy được à, như thế là xấu, là ác. Rồi sau này học Phật mình mới biết thấy cái đấy là tội. Thế thì cái thuở ấu thơ ấy nhà ai cũng thế cả đấy mà. Thì ở đây Thầy nói là đối với con vật, con cóc, con nhái, con giun, con dế, con châu chấu, cào cào, những con đấy là con vật, thì nó thuộc về chúng sinh bậc hạ, loài người, cha mẹ mình này, các bậc sư tăng, phụ mẫu, thánh nhân là bậc thượng thượng. Nếu chúng ta sát giết phải những đối tượng này thì quả báo cực cực nặng, nghe không? Thế còn những con vật ấy nó gọi là bậc hạ. Con lợn cho đến con mèo, con trâu, con chó, con gà, con vịt, con tôm, con tép, con cào cào, châu chấu, ếch nhái đấy, cóc đều là chúng sinh bậc hạ, nghe không? Thì có sát mạng chúng thì mình tội vẫn còn nhẹ nhé, nhẹ đó. Chứ còn nếu mà bảo mà không mà sát sinh một con vật nào thì không ai giữ được cả. Các con đi đường cũng dẫm chết con giun, con kiến, không tránh khỏi nhé. Nhưng mình không cố ý cố tâm là được, lỡ phạm phải thì nó không vấn đề gì. Và tất nhiên Thầy nói nếu mà chúng ta đã làm việc này thì mình vẫn có cái quả báo nhé. Thầy kể cái câu chuyện các con nghe nè. Năm Thầy tỳ kheo về thăm Đức Phật ấy, khi trên đường về đi qua cái bản này, vào đấy dân làng cúng dường, xớt bát cúng dường xong, ăn xong, độ ngọ xong thì các Thầy vào trong núi để nghỉ, chui vào cái hang, ngồi trong đấy ngủ để tính qua đêm rồi hôm sau đi tiếp. Thế thì ngủ trong hang đến nửa đêm thì tự nhiên động đất, một tảng đá rất lớn từ trên núi nó lăn xuống, nó bịt kín cửa hang, không đi ra được. Dân làng hôm sau biết là các Thầy ở trong hang thì thấy tảng đá nó bịt rồi, thì mang đủ các thứ ra, gậy gộc cuốc xẻng ra để cậy, không thể cậy được, tảng đá nó lớn quá. Thì chấp nhận, thôi đành phải bỏ chứ biết làm nào, sao mà cậy được cái núi này ra. Và năm Thầy thì chấp nhận thôi, thế này thì chết rồi. Thế là ở trong đấy thôi, ngồi thiền để đợi chết thôi. Ai có ngờ đâu thì đúng đến ngày thứ bảy thì là tự nhiên một cái trận động đất khác nó lại làm cho tảng đá nó lăn đi. Thế là năm Thầy ra được, lò dò chui ra. Dân làng đón mừng quá, rước về phục sức cho các Thầy khỏe mạnh. Rồi các Thầy lại lên đường đi về gặp Phật. Thế thì khi về đến tinh xá vào gặp Phật thì Phật hỏi: Thế các ông đi đường có bình an không? Thế thì các ngài bạch Thế Tôn: Còn chúng con là suýt chết đấy, tí nữa thì chết đấy. Chúng con bạch Thế Tôn, chúng con bị mắc kẹt trong cái hang đá, hòn đá nó chẹn như thế, không biết có nhân duyên gì không, xin Phật nói cho chúng con được rõ. Phật bảo: ta biết, các ông ngồi xuống đây. Phật mới nói, Phật mới kể: À, tiền kiếp năm ông là năm đứa trẻ chăn trâu, đi thả trâu ngoài đồng, nhìn thấy một con rắn mối, thế là đuổi, hò nhau đuổi nó chạy tụt vào trong hang. Thế là mấy ông mới đi lấy sỏi, lấy đất lấp cửa hang lại để cho nó chết, nghe không? Đấy, thế sau đó là bỏ về nhà. Một tuần sau đi chăn trâu cũng đến chỗ đấy, mới nhớ bảo: Ô, tuần trước mình nhốt một con thằn lằn, con rắn mối ở trong này, không biết nó sống hay chết. Thế là mang que, mang kia cậy đá, cậy sỏi ra. Cậy ra thì con rắn nó cũng chưa chết. Nhưng mà một tuần nó đói, nó cũng lò dò chui ra, run rẩy, mắt nó rất là sợ. Thế
Thế thì mấy chú bé này lại trông thấy nó, lại thương, thấy nó run rẩy, yếu đuối, thế thương. Và thôi tha cho nó, không giết nó nữa để cho nó đi kiếm mồi nó ăn. Thế Phật bảo đó, do ác nghiệp các ông như vậy, cho nên kiếp này các ông bị quả báo đá nó chẹn hang. Nếu kiếp trước ấy, một con rắn ấy, nó chết ấy, thì kiếp này cả năm ông cũng phải bỏ mạng đấy. Nghe không? Rất may cho các ông là nó không chết. Nghe không? Cho nên các ông bị quả báo cùng một cái nghiệp nha, cùng nghiệp. Thế thì vậy thì bây giờ bạn này á, đã cho con cóc vào như thế thì mình có báo không? Đương nhiên mình có, sẽ có báo nha. Thế nếu mà con mà biết sám hối nhá, con thành tâm bây giờ biết Phật pháp này, lễ Phật sám hối, hôm nay đã bạch thầy được câu này, cũng coi như là sám hối với thầy với chư tăng rồi, thì tội này nó sẽ tiêu, nó sẽ nhẹ đi rất nhiều nhá. Nó sẽ nhẹ đi rất nhiều. Đấy, cho nên tất cả các con ở đây thầy nói các con chắc là hồi bé lúc nào cũng mắc những cái tội này, thì nên phát lộ sám hối nhé, lễ Phật sám hối, hoặc là bạch với chư tăng chúng con sám hối những tội từ bé đến giờ con lỡ sát hại chúng sinh rất nhiều nhiều như thế, ác như thế. Đấy, đây thầy kể câu chuyện một người anh trai của thầy đấy, hồi bé anh ấy có cái cũng ác lắm, nhà thì nhà lông mà thóc để trong bồ, chuột nó vào nó cắn thủng bồ ra rồi nó ăn thóc. Thế thì anh ấy rất là thông minh, anh mới nghĩ cách đánh bắt một con chuột tương đối to. Anh về anh lấy hạt đậu đen ấy, anh nhét vào hậu môn nó, thấy không? Xong rồi khâu nó lại. Đấy, thế thì nó không, thầy nói thật là nó không đi đại tiện được. Thì các con biết là nào, nó điên. Đấy, các con thử nhịn nó xem, nhịn một vài tiếng không điên lên à? Nó điên lên, con này nó điên lên, nó đi nó cắn chết những con chuột khác. Nó điên quá mà, nó bị điên đấy các bạn. Đúng là không đi đại tiện được là sẽ điên ngay. Cái chất độc ở trong phân nó ngấm vào cơ thể mình làm mình điên. Thế con chuột này điên, nó đi nó cắn chết rất nhiều con chuột khác. Thế mà các con biết sau đó thì cái bác này bác bị quả báo. Bác đi bộ đội là bác bị bệnh táo bón. Kinh liên, táo bón khủng khiếp luôn. Ăn đủ các loại rau, đủ thứ nhuận tràng mà vẫn táo bón. Đến nỗi thầy nói thật đấy, khi mà bác ấy về nhà đấy, là anh trai thầy đấy, về nhà là đi đại tiện không được, phải chồng mông lên này. Bà cụ như thầy, bà lấy que, bà cậy từng tí một đấy, khổ lắm. Đấy, các con thấy quả báo hiện tiền nhá. Sau này ấy, thì anh ấy về sau, nó qua được cái nghiệp ấy đi rồi. Thầy, lúc thầy biết Phật pháp, thầy nói cho bác ấy sám hối đấy. Lúc ý thầy cũng đã mon men biết tí Phật pháp, thầy bảo bác thế tội, anh thế tội, phải sám hối đi. Không thì quả báo, thì nó qua được cái nghiệp ấy đấy. Nhá. Thế đấy, cho nên thầy nói là đã gieo nhân thì sẽ có quả. Nhưng cái quả này nó có nguyên như thế hay nó chuyển đi là do mình hôm nay biết Phật pháp, ăn năn sám hối. Các con nghe không? Cho nên tại sao trong nhà Phật mình phải sám hối? Buổi tối con thấy ngày nào các thầy cũng sám hối là thế đó. Thì sám hối nó sẽ vơi, nó nhẹ, mình ăn năn về cái lỗi lầm. Như bạn này hôm nay bạn rất ăn năn, thì đấy là bạn đã được tiêu nghiệp dần đi rồi. Lại bạch vượt với chư tăng, với đại chúng thế này là tội mình đã càng tiêu đi được nhiều, càng nhẹ nhé. Đấy, thế thì hôm nay coi như là bạn ấy đã được sám hối với chúng tăng rồi, là tội nó sẽ được tiêu, nó sẽ được nhẹ nhé. Thì mong các con cố gắng.